Ẩn sĩ nghĩa là không có xuất hiện đúng không? Vua và hoàng hậu rất ngạc nhiên khi thấy Atida rời khỏi khu rừng và xuất hiện trong cung điện của họ. Vua nói: "Chúng tôi rất vinh dự được ông đến thăm chúng tôi. Xin ông hãy cho chúng tôi biết mục đích của ông và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ những gì mà chúng tôi có thể làm được." Nhà vua rất là hân hỷ ha. Atida trả lời: "Xin cảm ơn lòng tử tế hiếu khách của bệ hạ. Tôi từ xa đến đây thăm bệ hạ là vì có dấu hiệu kỳ diệu mà tôi mới thấy gần đây. Những dấu hiệu này cho biết cậu bé trai mới sinh của ngài sau này sẽ đạt được một sự giác ngộ tinh thần vĩ đại, làm lợi ích cho tất cả mọi người. Cái trí tuệ quý giá ấy là điều mà suốt đời tôi đang cố gắng để đạt được. Cho nên tôi vội vã đích thân đến đây thăm cậu bé." Một cậu bé mới sinh ra mà cái phước vô cùng lớn, đến nỗi những nhà tu sĩ vĩ đại mà còn phải ghé thăm và có những lời khen ngợi. Nhà vua rất vui mừng và đi vào chỗ thái tử đang nằm ngủ. Vua cẩn thận ẵm con lên và đem ra cho Atida xem. Nhà tiên tri im lặng ngắm nhìn cậu bé một lúc, rồi ông trở ra buồn rầu, ngước lên ngắm nhìn bầu trời rồi bật khóc. Đã không quý vị, tại sao ông ta khóc ta? Thấy Atida khóc, vua và hoàng hậu rất lo sợ. Họ e rằng vị tiên tri đã nhìn thấy một điềm không tốt nào đó của con mình chăng? Trước những giọt nước mắt của Atida, vua cảm thấy rụng rời tay chân và thốt lên rằng: "Ồ, thưa ông đã nhìn thấy dấu hiệu gì mà ông phải khóc? Không phải, chính ông và những nhà thông thái khác cũng nói rằng con trai của tôi sau này sẽ trở thành một vĩ nhân, đạt được trí tuệ tối cao hay sao? Nhưng tại sao bây giờ khi nhìn đứa bé ông lại khóc? Điều đó có nghĩa là thái tử sẽ chết yểu phải không? Hay là sẽ có những tai họa khủng khiếp xảy ra cho nó? Nó là đứa con duy nhất của tôi rất thương nó. Xin ông hãy nói nhanh những gì mà tôi thấy, mà ông thấy. Tôi rất hồi hộp và lo sợ." Với một cái nhìn trìu mến, Atida bình tĩnh nói với họ: "Không nên lo sợ. Không phải tôi khóc vì nhìn thấy những dấu hiệu xấu nơi thái tử. Thật ra tôi thấy con trai của bệ hạ có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chắc chắn sau này lớn lên sẽ trở thành một bậc vĩ nhân. Nếu con trai của bệ hạ theo con đường nối nghiệp cha thì thái tử sẽ trở thành một chuyển luân thánh vương vĩ đại nhất lịch sử. Thái tử sẽ cai trị cả một khu vực rộng lớn, đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi người. Nhưng nếu thái tử quyết định không làm vua thì tương lai của thái tử sẽ rạng ngời hơn nhiều. Thái tử sẽ trở thành một bậc đại giác, một vị thần cao quý, hướng dẫn chúng sinh sống đạo lý yêu thương và tỉnh thức. Khi nhìn thấy những cảnh khổ của cuộc đời, thái tử sẽ lìa bỏ hoàng cung và đi tìm con đường chấm dứt mọi khổ đau. Rồi thái tử sẽ đem những chân lý ấy để dạy lại cho bất cứ ai muốn lắng nghe." Đúng là lời tiên tri có khác ha. Có hai con đường mà đứa bé này sẽ chọn. Thì con đường, mỗi con đường nó sẽ có những cái ý nghĩa khác nhau. Mình xem như thế nào ha. "Không, thưa bệ hạ và hoàng hậu, tôi không khóc cho đứa trẻ, mà chính là tôi đang khóc cho tôi. Như ngài cũng đã biết, tôi đã trải qua toàn bộ cuộc đời để tìm chân lý, mong tìm ra con đường chấm dứt mọi khổ đau. Và hôm nay tôi đã gặp được thái tử, người mà sau này sẽ chỉ dạy những điều mà tôi muốn học. Nhưng đến lúc thái tử đủ trình độ để dạy thì có lẽ tôi đã chết rồi. Tôi không may mắn học được những lời thái tử dạy trên cuộc đời này. Đó là lý do tại sao tôi buồn. Đối với bệ hạ và hoàng hậu không có gì đáng buồn cả. Hãy sung sướng lên, và mình có được một người con vinh quang như thế." Lạ không? Nghĩa là một ông già
mà lại mong được dạy từ một đứa trẻ mới sinh ra đời. Nghĩa là chân lý mà ông này thấy được rất là cao siêu ha. Nói xong, Atilda ngắm nhìn đứa bé lần cuối rồi từ từ rời khỏi hoàng cung. Vua tiễn ông ra về rồi trở lại chỗ đứa con trai của mình. Vua rất vui sướng khi biết không có gì nguy hiểm đến tính mạng của thái tử. Ngài nghĩ, Atilda nói rằng Tất Đạt Đa sẽ trở thành một vị vua vĩ đại hoặc trở thành một vị thầy cao quý. Nếu thái tử trở thành một vị vua vĩ nhân như điều thứ nhất thì hay biết mấy. Thật là tự hào làm sao khi có một người con trai lừng danh và uy quyền. Rồi khi con ta tới tuổi già như Atilda, lúc đó nó xuất gia trở thành một vị thầy cao quý cũng được. Vua Tịnh Phạn sung sướng đứng ôm con trong lòng, để mặc cho những dòng suy nghĩ, những giấc mơ đẹp về đứa con sau này trở thành một vĩ nhân cứ hiện về trong đầu óc của ông. Lúc này ông không nghĩ gì nhiều ha, thì cứ nghĩ là lúc đầu thì trở thành, có thể là họ trẻ thì trở thành vua, sau về già đi tu ha, vậy thôi. Phần 3: Dự lễ cài ruộng đầu năm. Năm thái tử Tất Đạt Đa 9 tuổi, cậu được vua cha cho đi dự lễ cài ruộng đầu năm. Chính vua Tịnh Phạn là người chủ tọa của buổi lễ này. Các vị đạo sĩ và tu sĩ Bà La Môn được mời tới dự. Buổi lễ được cử hành nơi thửa ruộng tốt nhất không xa hoàng thành. Không khí hôm nay thật tưng bừng náo nhiệt. Các thầy Bà La Môn đang tụng kinh rất nghiêm trang. Vua mặc hoàng bào và các vị quan cũng mặc triều phục đang đứng xoay mặt về phía lễ đài. Tất Đạt Đa cũng đứng tham dự, nhưng vì các thầy xuống tụng quá lâu, cậu cảm thấy nóng nực nên đi tìm chỗ mát dưới tàn cây diêm phù bên đường ngồi nghỉ. Sau khi các thầy Bà La Môn kết thúc việc đọc kinh, vua Tịnh Phạn bước xuống ruộng, nắm lấy cán cài. Với sự phụ tá của hai vị quan võ, vua đã cài cuốn cài đầu tiên của mùa làm ruộng mới. Dân chúng vỗ tay hoan hô vang rền. Các nông dân bắt đầu xuống ruộng làm theo vua. Họ cài những luống cài đầu tiên trên thửa ruộng của họ. Điều này chứng tỏ là gì ạ? Ông vua rất là tốt ha, rất là nhân hậu và lo lắng cho thần dân của mình. Nghe tiếng reo hò, Tất Đạt Đa cũng chạy ra xem. Cậu nhìn thấy một con trâu đang nặng nhọc kéo cài. Theo sau là một bác nông dân lực lưỡng, tay trái cầm cán cài, tay phải cầm cây roi quất mạnh vào lưng con trâu. Trời thì nắng gắt, mồ hôi ông ta chảy ra đẫm ướt cả thân mình. Nơi lưỡi cài đi qua, tất được lật ngửa, rẽ ra thành nhiều luống, hai bên trông thật ngay hàng thẳng lối. Hàng ngàn con dung ở dưới đất chui lên, có những con bị lưỡi cài cắt làm đôi, đang quằn quại trên luống đất. Những con chim bay xà xuống thấp, đớp lấy những con dung đang vùng dậy hoảng sợ. Rồi cậu lại thấy một con chim lớn xà xuống, rượt bắt những con chim nhỏ để ăn thịt. Mọi người nhớ là lúc này Tất Đạt Đa, Phật Thích Ca đó, mới 9 tuổi thôi mà đã quan sát được những điều như vậy rồi, rất là tinh tế luôn. Trời lúc này nắng gắt, thái tử vừa mệt vì nắng, vừa chán nản vì thấy cảnh thú vật ăn thịt lẫn nhau. Cậu bèn trở lại chỗ cây diêm phù. Những hình ảnh mà Tất Đạt Đa vừa thấy thật là mới lạ, đã kích thích cậu ngồi xếp bằng dưới gốc cây và nhắm mắt lại để chiêm nghiệm những gì đã thấy. Cậu ngồi ngay thẳng với tư thế uy nghiêm và rất đẹp. Hình ảnh người nông dân cài ruộng cực khổ, đổ mồ hôi dưới ánh nắng nóng bức. Hình ảnh con trâu nặng nhọc kéo cài, còn bị những nhát roi quất lên mình thành những vết thương dài. Hình ảnh những con dung bị luống cài cắt đứt làm đôi, đang vùng dậy đau đớn. Hình ảnh những con chim nhỏ xà xuống bắt những con dung. Hình ảnh con chim lớn trượt bắt những con chim nhỏ để ăn thịt. Những cảnh tượng tàn sát lẫn nhau để mà sống này cứ hiện lên trong đầu thái tử.
Cuộc sống quả là một cái dòng đau khổ, tất cả chỉ là một miếng ăn mà phải cực khổ, đấu tranh, tàn sát lẫn nhau để mà sống. Thái tử cảm thấy xót thương cho bác nông dân, con trâu, con dung, con chim. Cậu ước mong sao tất cả mọi người, mọi vật không còn khổ đau nữa, không còn phải vì sự sống mà ăn thịt lẫn nhau. Giống con người không quý vị? Con người của chúng ta cũng vậy đó, cũng tàn sát lẫn nhau vì miếng cơm manh áo, vì sự sống ha. Một lát sau, khi vua và bà Mahabasabade, cái tên này mới ha, bà Mahabasabade tới gốc cây diêm phù để tìm con, thấy Tất Đật Đa vẫn còn ngồi đó, bà cảm động đến khóc khi thấy Tất Đật Đa ngồi đẹp như một pho tượng nhỏ dưới gốc cây. Nhưng vua thì lại lo ngại vì thái tử mới có 9 tuổi mà đã biết ngồi trầm tư. Như thế, lời tiên đoán của đạo sĩ Atuda có thể sẽ trở thành sự thật. Mình xin phép kết thúc tập 1 ở đây. Biết nhé. Lắng nghe những phần tiếp theo sau. Càng lúc sẽ càng hấp dẫn hơn nữa quý vị ha.